Yo, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay mình sẽ trở thành một bác sĩ. Như bạn thể thấy đấy, mình đang mặc một chiếc áo màu trắng. Mình nghĩ mình nên đội cái này vào nhìn cho giống bác sĩ. Ok, và chào mừng các bạn đã đến với Doctor Soccer. Bắt đầu vào game thôi. Một buổi trưa ngày thứ bảy. Oh shit. Có vẻ như là có một người bị chấn thương và phải nghỉ trong vòng một tuần à? Một tuần hay một tháng. Thì ở trên đây chúng ta có một người như kiểu bác sĩ thật sự ấy. Đấy. Bây giờ mình phải làm cái công việc đó chính là phải đi phẫu thuật. Ok, let's go, vào thôi. Something nice. Nói chung là chúng ta chỉ việc vào và phẫu thuật cho bệnh nhân thôi. Chúng ta đừng có quan tâm những cái vấn đề khác. Đầu tiên là chúng ta phải phẫu thuật chân cho một cái thằng bị dính cái đinh. Thì cái công việc thì đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta cầm cái đinh này, chúng ta kéo ra khỏi đây. Ok, chúng ta bỏ vào đây. Rồi sau đó là chúng ta phải dùng cái kim này. Đấy, chúng ta khâu cái vết thương của bệnh nhân lại. Đó, phải khâu thật là đẹp nhé các bạn. Đó, sau đó chúng ta sẽ dùng dao và cắt. Rồi sau đó là chúng ta sẽ dùng cái điếu xì gà này. Và chúng ta hơ nóng vết thương đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng xà bông cục để chúng ta làm lành liền vết thương. Vậy là mình đã cứu được một bệnh nhân đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đến với bệnh nhân thứ hai. Thì đầu tiên là cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là rạch vết thương của bệnh nhân ra này. Mình sẽ rạch vết thương của bệnh nhân ra đó. Rồi sau đó là chúng ta phải dùng cái này này để bơm cái tay của bệnh nhân nó lên đó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ khâu vết thương của bệnh nhân lại. Ok, khâu này không biết có được hay không đây. Ok, sau đó chúng ta cắt chỉ hoặc sau đó chúng ta sẽ lại dùng cái xì gà này. Chúng ta sấy vết thương, à nhầm nhầm, chúng ta làm vết thương của bệnh nhân nóng để sát trùng các bạn hiểu không? Sau đó chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta bôi lại. Và bệnh nhân thứ hai đã được hoàn thành. Tiếp theo là hôm nay lại có một tin mới, như kiểu là người phòng thủ đã bị cái gì ấy, không biết. À, chắc là lại què chân tiếp à? Khổ nhờ, mình phải đi phẫu thuật thẩm à nhầm, phẫu thuật chân cho rất là nhiều những cái bệnh nhân vất vả về chân. Cầu thủ chắc là mình bệnh phẫu thuật là cho cầu thủ nhỉ. Oh shit, xương của thanh niên này bị gãy ra rồi, mình phải ghép ghép xương vào cho nó sao ấy. Wow, đây đúng không? Chân này khó nhìn ra chỗ là bị đây đúng không? Ok, mình đang phải ghép chân. Xương ở ngoài đời mà cũng ghép được như thế này tuyệt nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ khâu nó lại. Vết thương của bệnh nhân đang ngày một lan rộng ra. Hình như là cái trò này mình ấn vào quả táo thì nó sẽ được, quả cam nó sẽ được thêm giờ hay sao mình không biết nữa. Tí nữa nếu mà khó quá thì mình sẽ thêm giờ. Ok, về sau khi xong cái cắt chỉ rồi sau đó là mình sẽ dùng cái này để mình làm vết thương của bệnh nhân nó tuyệt vời. Vẫn chưa được à? Ok, rồi sau đó là chúng ta sẽ lại dùng cái cục xà bông này và ok. Mình đã giải cứu được một số bệnh nhân rồi, tuyệt vời quá. Bệnh nhân tiếp theo không nói nhiều nữa, vào cứu luôn. Mình là người tốt, mình phải cứu bệnh nhân. Đầu tiên là mình cần phải rạch một cái đường ở chân của bệnh nhân ra. Tại sao mà bệnh nhân nào cũng cần phải mổ đó nhở? Mình không rõ nữa. Chắc là ok. Cái công việc này công việc cực kỳ khó khăn, là mình phải cầm những cái này này. Đấy, chúng ta phải đặt đúng cái vị trí của nó. Và phải đặt nhanh nhé các bạn, đặt chậm là nó sẽ bị rơi ra đấy, khổ lắm. Đấy, cái oh shit. Bình tĩnh chị ơi. Rồi, cái thứ ba. Ok. Bệnh nhân nữ à? Sao kêu vãi nồi thế? Rồi mình phải khâu cái chân của bệnh nhân lại. Ôi chết chết chết, em nhầm. Bình tĩnh chị ơi. Chị không cần phải vội. Mình đang cố gắng khâu cái chân của bệnh nhân nữ à? Vậy là mình đang phẫu thuật cho một đội tuyển bóng đá nữ, không phải đội tuyển bóng chân nam. Vậy đầu tiên mình nhìn mình cứ tưởng là nhân vật nam không đấy. Ok, rồi sau đó mình sẽ lại dùng cái xì gà này. Mình sẽ lại đốt chân của bệnh nhân. À không không, mình sẽ lại sát trùng cho bệnh nhân. 14 giây, mình không biết là mình có kịp hay không. Mình nghĩ không kịp thì mình dùng cái này đấy, mình sẽ tăng một ít thời gian. Ok, tuyệt vời. Mình sẽ dùng cái này để mình làm vết thương của bệnh nhân nó tuyệt vời hơn. Ok. Bệnh nhân thứ tư đã được hoàn thành. Tiếp tục là một bệnh nhân nữa. Kính nó bị cái gì á? Hình như mình phải làm một cái vấn đề gì liên quan đến mắt, rồi mình thấy có cái kính này. Cái kính thì anh ấy cần cái kính tốt hơn à? What the fuck? À đấy, biết ngay là thế nào cũng liên quan đến mắt mà. Cái này thì đầu tiên là chúng ta phải đốt nóng mắt của anh. À, nhầm nhầm không vậy?
Ôi đừng bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh bệnh nhân. Mình cần phải cho cái, mình cần phải tạo một cái đường nét xung quanh cái mắt này để tha thu một cái đường gọi là khá là tuyệt vời mắt của con gái à? Rồi ok. Cầu thủ chắc bị cận, không được đá bóng, chắc là phải phẫu thuật mắt để được đá bóng. Mình còn 40 giây nữa. Oh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mới vừa nói xong là còn 10 chữ, 18, 8 giây thôi. Đây sẽ là bệnh nhân đầu tiên thất bại rồi sao? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Oh, shit. Tử thần gọi tên. Ok, vừa nãy là do mình hơi bị thiếu tập trung. Bây giờ mình sẽ chơi cho nó đàng hoàng lại để cho mọi người thấy là cái khả năng chơi của mình nó không đến nỗi tệ. Oh, bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Mình là một bác sĩ thiên tài. Oh, rồi, bệnh nhân có thể mù. Bệnh nhân có thể mù nhưng bác sĩ không thể mất uy tín được. Cố lên. Bác sĩ, một mắt rồi. Mắt thứ hai là đây. Tại sao mà mình không học vẽ cái vòng tròn từ hồi bé nhỉ? Ô, đừng, 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 đừng. Chị ơi, chị bình tĩnh, chị bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Chị đừng có rú lên nữa. Chị rú lên vậy chỉ khiến cho cái mắt của chị nó càng thêm đau thôi, chị hiểu không? Rồi, xong hai mắt rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kem này để phết lên mắt. Chỉ còn 16 giây nữa. Một mắt nè. 13 giây nữa, mắt thứ hai. Rồi, xong. Ok. Tuyệt vời. Đây thì kiểu là một cái huấn cái gì bình luận viên hay gì ấy các bạn ơi, mình thấy có cái mic ở mồm này. Rồi người tiếp theo là bệnh nhân này là bị một cái bệnh ở ngực à? Hay ở đâu đây? Ở xương sườn à? Mình sẽ mổ xương sườn cho anh chàng này. Ok. Phổi à? Đây là cái nát nách cái gì đây? Mình sẽ phải mổ cái này ra. Sau đó là mình phải phải dùng cái ống thổi này để mình hô hấp nhân tạo cho ông ấy. Mình phải làm cho cái tim này đập trở lại à? Cho cái này nó về đúng cái vị trí cũ à sao? Từ mình đang cố gắng làm một cái điều gì đó để cho cái mình đang bơm cái này để cho nó to lại như cũ à. Mình không biết bơm như nào cho nó hợp lý nữa. Khổ quá, mình bơm nãy giờ mà vẫn chưa thấy cái gì xảy ra hết. Mình không biết như thế nào nó mới quay trở về như cũ đây. Hãy trở về vị trí cũ đi. Let's go. Oh. What the fuck? Oh shit, motherfucker. Mình làm cái trò gì thế này? Oh no, mình đã bơm vỡ phổi của mình nhất. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh shit. Ngày vất tăng là như thế đây. Ok, có lẽ đây sẽ là lần cuối mình chơi cái bàn này nhé. Nếu mà chơi thua thì mình sẽ học hỏi thêm để chơi lại. Nếu các bạn muốn mình chơi lại thì các bạn đừng quên ấn nút like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Mình sẽ chơi lại một tập gần nhất. Cái tập này có vẻ hơi khó. Mình không hiểu làm cái nào để bơm phổi cho bệnh nhân nó to trở lại bình thường được nữa. Nãy giờ mình bơm quá trời bơm luôn. 1, 2, mà bệnh nhân nó không có trở phổi, nó không có trở lại bình thường được. Mình không biết lý do là sao. Và mình đang cố gắng tìm hiểu cái vấn đề đây. Và mình hy vọng là lần này phổi của bệnh nhân này sẽ trở lại mức độ bình thường. Mình bơm nãy giờ nó không thể trở lại bình thường được rồi. Mình cũng không hiểu lý do tại sao nữa. Mình rất là muốn những cái bệnh nhân của mình nó sẽ được cứu sống mà, hiểu không? Nhưng mà bơm nãy giờ thì nó vẫn không to trở lại bình thường. Nó kêu là giờ hãy bơm cho cái phổi nó trở về với vị trí bình thường đi. Mình bơm nãy giờ rồi nó vẫn không bình thường, nó toàn nổ thôi. Mình có bơm căng quá đâu nhỉ? Nào. Đấy, các bạn thấy không? Bơm nãy giờ nó không bình thường trở lại này. Làm thế nào để bơm nó bình thường nhỉ? Okay. Bơm nãy giờ đấy các bạn ơi. Sao mà bơm nãy giờ mà nó không to lại bình thường ta? Hay là đơn giản là nó hoàn thành cái này như thế nào? Ai biết có thể chỉ mình với nhá. Rồi bác sĩ thất bại vãi. Học mấy năm nghề trường y rồi cuối cùng vẫn thất bại. Khổ quá cơ. Làm thế nào để cho nó bình thường cái con tim trở lại? Con tim trở lại đây. Trời ơi, khổ quá bác sĩ ơi. Mình nghĩ là có lẽ thất bại rồi. Mình nghĩ là mình nên dùng cái này để mình mình đã 3 lần giết cái bệnh nhân này rồi và mình không muốn giết nó thêm một lần nào nữa. Vì thế mà
Mình sẽ dừng tập này đây, và nếu các bạn thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng cứu cái bệnh nhân này vào tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.